anh Vương giới thiệu là trước màn hình video của các bác. Đố các bác biết anh Vương đang chơi cặp loa nào? Tiếng bát, tiếng chép nó quá ngọt, quá nét. Được trải nghiệm với anh Vương về ba cặp loa đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và của Nhật, đó là dòng loa JB412 Pro và JBL512M với này Yamaha 3 đường tiếng. Khi các bác xem video, anh Vương giới thiệu luôn mã loa cũng như giới thiệu về giá thành. Mong các bác hãy theo dõi hết video để chúng ta cùng ngắm nhìn và cùng nhớ cho em là mã loa này nó có giá bao nhiêu. Một số bác thì xem video rất là nhanh, xem có khi 1-2 phút các bác đã thoát ra mà các bác này gọi điện các bác hỏi là cái loa này giá bao nhiêu. Thậm chí có những bác hỏi là loa JB giá bao nhiêu. Thì xin thưa các bác là loa JB nó có hàng trăm model khác nhau. Người ta gọi là loa số, cho nên là các bác đọc số của nó em sẽ báo giá các bác cụ thể. Ví dụ đơn giản đây là 512, đây là 512M, đây là 412. Đấy, nó phải có số. Hiện tại thì anh Vương đang chơi cặp loa bát 30 của JBL 412 Pro. Đây là một trong những cặp loa cái giải âm sắc rất ngọt và hay. Khung thiết kế thùng sơn sần, bát 30 chép kèn titan. Các bác thấy không? Tiếng của nó Mỹ nó như thế cơ mà. Nói chung là có tiền mà các bác chưa được hưởng chất âm loa Mỹ thì các bác còn thiệt thòi nhiều so với anh em khác. Cho nên hãy bung tiền đi, bung lụa đi để chúng ta nâng cái đời, nâng cái cuộc sống của mình lên ở một tầm cao mới hơn. Con này thì thuộc mã loa 410, 412, 415 là những mã loa mà bán rất chạy trên thị trường. Bởi vì trong cái tầm tiền này chúng ta được sở hữu một cặp loa bát 40 gỗ sơn sần, tiếng bát đầy. Bây giờ anh Phương sẽ chuyển sang cặp loa thứ hai, đó là cặp loa 512M, để các bác cùng trải nghiệm về hai cặp loa này. Chuyển cái loa này bên trên. Bát neo 30 chép neo. Cặp loa này thì nó có một cái đặc điểm riêng của nó. Dòng loa neo thì nó không quá ồn ào, không mạnh mẽ, mà nó thiên về cái độ mềm mại, ngọt ngào, êm ái. Nó cũng giống như kiểu trong cuộc sống thì có những bác khá thích sôi nổi, có những bác lại thích mềm mỏng, nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Thì có thể nói rằng là 512M chính là một trong những cặp loa nó có độ mềm mại như vậy. Không phô trương, không hoành tráng, nhưng nó đủ để chúng ta cảm nhận thấy rằng là với số tiền bỏ ra tầm 25 triệu thì chúng ta có được một cặp loa đúng với tầm tiền chúng ta đầu tư. M hiện tại đang được giảm giá được 2 triệu so với trước đây. Trước đây các bác mua thì phải mất với 27 triệu. Hiện tại thì cặp loa này đang bán với giá 25 triệu, rất hợp lý. Với con này thì nó phù hợp với
với những không gian phòng khách sang trọng, thích gọn gàng, trang trí đẹp mắt, bởi vì là hệ thống tem của con này nó rất nổi. Và đặc biệt hơn nữa là cái lưới của nó là cái lưới kín, cho nên là chúng ta thấy rằng là nó rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. 512M, thùng gỗ sơn sần, hàng nhà anh Vương, các bác quan sát thấy không? Tất cả mọi thứ nhìn trên mọi góc cảnh, nhìn trên mọi phương diện, nó đều đẹp chuẩn chỉ luôn. Cũng là loa bái, nhưng mà loa bái ở trung tâm điện lực Vương nó thuộc hàng top bằng tuyển. Em chỉ nói về độ đẹp bên ngoài, thế còn về độ zin thì chắc chắn là các bác yên tâm 100%. Loa không zin, không đảm bảo thì anh Phương không nhập. Đánh giá rõ ràng như vậy. Cặp loa này em đã báo giá. Cặp loa 412 Pro này nó ngang với tầm tiền với cặp loa 512M. Tùy các bác lựa chọn là các bác chọn modem nào thì alo cho em với số máy 0971998555. Đấy. Bên dưới này chúng ta có một cặp loa Yamaha, dòng loa mà có thể nói rằng là rất nhiều bác thích. Chuyển cái loa sang đây cái. Chuyển cái dây loa sang cái loa Yamaha. Đôi này thì hôm trước về thêm được một cặp. Có rất nhiều bác đề nghị em bán cặp này nhưng em chưa bán. Thì ngày hôm nay em đã mua được đôi loa nghe nhạc riêng rồi, cho nên em quyết định bán cặp loa Yamaha này. Cặp loa này với thiết kế là 3 đường tiếng, 1 bát 40, 1 trung 20 và 1 chép kèn. Tắt đẩy đi, đấu lại cái dây vào. Cặp loa này hôm trước rất nhiều bác thích đấy. Em thề với các bác nhiều bác thích. Cứ gạ em bán nhưng em không bán, bởi vì em thấy đôi loa này nếu mà để nói nghe nhạc rất là hay. Loa đến từ Nhật Bản các bác nhé. Nói chung là đôi này thì đẹp từ trong ra ngoài. Phía đằng sau nó đây các bác này. Nhật xịn chứ không phải Nhật kiểu cái kiểu mà loa Trung Quốc rằng là cứ nói Nhật. Các bác đang được lắng nghe cặp loa Yamaha 3 đường tiếng của Nhật trình diễn. Đôi này nó là dòng loa 3 đường tiếng, cho nên là cái âm sắc của nó rất là hay. Nó không bị khô bất kỳ giải nào. Nếu để nói mà nghe nhạc thì dòng loa này nó là một trong những modem nghe nhạc có thể đạt được rất nhiều cái tiêu chí của dòng loa nghe nhạc chuyên biệt. Và đặc biệt hơn nữa là nó có thể hát được. Nó có thể hát được. Nếu như các bác nào mà tìm đôi loa mà nghe nhạc 6 phần, hát karaoke 4 phần, ưu tiên về nghe nhạc hay thì đây chính là cặp loa mà các bác đang tìm. Các bác sẽ được khuyến mại thêm 4 cái chân loa. Còn nếu các bác kê trên kệ thì các bác có thể tháo chân loa ra được. Cặp loa này hôm trước rất nhiều bác hỏi về cặp loa này, nhưng em vẫn giữ để em nghe. Bây giờ em mua được loa nghe nhạc rồi thì em lại bán cái cặp này đi. Giá thành của cặp này nó rơi vào tầm 20 triệu các bác nhé. 20 triệu một cặp loa 3 đường tiếng, bát 40, trung 20, chiếc kèn. Tất cả mọi thứ. Cả ba cặp loa này đều là những cặp loa tuyển rất đẹp. Và giá thành em cũng công bố luôn để các bác cân đối lựa chọn. Số máy của em là 0971998555. Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác đã đầu tư cũng như đã theo dõi những video của bên trung tâm điện tử Hải Phương. Địa chỉ của em đây, An Lạc 9X Hải Dương. Các bác có thể gõ Google Map là trung tâm điện tử Hải Phương, An Lạc 9X Hải Dương, thì Google nó sẽ chỉ về tận nơi cho các bác. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.